cái câu chú nãy nói là đài cùng là kêu mình dục thúc mình. Dạ, đó đó, gắt là thầy nó đẩy mạnh. Còn cái gì nữa nghi ngờ gì nữa thầy mà không cùng khẳng định tới rồi, con rồng này là kế bên rồi, con bước tới là một bước một mà không có hai bước một bước. Dạ, xin kính thưa chú Tám, như là Đức Thầy nó là con rồng mà, con rồng mới nửa gút nanh mà trong bá tánh thắt thanh hải hùng là con nửa gút nanh là sao chú? Là chừng nào thầy đã gia trung chừng trong bổn đạo bóng cùng vũ che. Thế ông trời ơi, vậy cái nửa gút nanh ông giải cái được. Dạ. Nửa gút nanh là cái gì? Cái đó tôi nói được. Muốn nói nhắc lại cái đệ nhị thế chiến. Dạ. Nó thì cái ông thấy cái cảnh khổ ông mới có hai trái bom thôi, dạ, nhỏ nhỏ thôi mà cả đất nước Việt Nam đều tơi tả hết rồi. Ông giải gì nó giải khác, nói là tôi nói khác. Rồi chừng nào thầy lại gia trung, gia là nhà, trung là trung tâm, tức là thầy về tổ đình, mà vai trò chốt của thầy là về để làm gì? Tức là thâu con long ác nghiệp mà thôi, rồi thầy cởi con kỳ lân bay về núi cấm. Vậy tôi nói mà không giải sao qua giải, trở lại luôn giải khác rồi, chút rồi ông giải khác là giải đi. Giờ muốn không mà không cái nói. Này cái mà để phần chú chú Tám đó. Tám đó là quá hay cái chỗ đó, cũng ngay lắm. Dạ, nhưng mà cái sự mà chiến tranh mà đại diện chiến này chú có nói đó, con cũng nghe, bị gì cái tuổi con còn nhỏ, qua cái giai đoạn con không rành là hai trái bom đó là Nhật bỏ xuống, đâu có của Mỹ bỏ, của Mỹ ha, mà bỏ xuống Nhật, bỏ xuống ngày sáu với ngày chín Hiroshima và Kanashiki. Nó tôi không biết chứ tôi biết ngày sáng. Như vậy thì cái câu mà Đức Thầy nói là khắp thế giới binh lương cụ túc quyết tranh giành lợi thế sau nhau, đây là lúc đó thời Đức Thầy chưa ra đời là nói trước vậy hay sao chú? Tức là thầy đã nói rồi, thầy đã nói rồi, nói sẵn luôn. Dạ thầy nói trước sau khi mà sự diễn nó xảy ra. Dạ. Nói trước. Rồi xin hỏi chú hai câu này nữa, là tại vì con có nghe đọc, khi mình đọc qua thì có khi mình không để ý. Là cái câu mà khuyên răng chẳng thế một khi tuồng đời sắp hạ bằng đi rõ ràng đó, như vậy là nói hơi xa ý trong cái đó, khuyên răng chẳng thế một khi là khuyên chẳng thế mình hay sao, rồi là tuồng đời sắp hạ bằng đi rõ thế ràng, là nói chung rõ ràng hết là sao đó chú đó. Thì cái phần đó để mình thì, nói chung là vậy, tức là Phật đã nói là cái thời khó biểu, tức là thầy nói là tận diệt trong con giáo này, trong một giáo văn cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhịn đường thang, đến nay gần buổi qua tràng minh quân xuất thế các bạn đến đây. Tức là muốn nói rõ hơn là từ năm 2000 cho đến 31 là nó nằm trong con giáo này. Tức là mọi diễn biến từ chỗ 2000 cho tới 2003 là cái gì xảy ra, từ 2004 tới 2007 cái gì xảy ra, rồi tới 2008 là cái gì xảy ra, 2009 cái gì xảy ra, 30-31 là cái gì xảy ra, đó là đó tuần sách là vậy đó. Tức là mọi diễn biến thầy thì đưa ra cái chu kỳ nó rất là rõ ràng. Tức là thí dụ bây giờ nó rõ trong tuần lễ này ông phải làm gì, thứ hai ông làm gì, thứ ba ông làm gì, thứ tư làm gì, thứ năm làm hay gì, không? Thứ bảy quá siêu. Nó phải vậy thôi. Là thứ hai tới rồi nhất định sẽ tới thứ ba ha. Nhưng mà mỗi cái điều diễn biến nó khác nhau. Tức là ý tôi nói là cái thời có từng lớp, tức là các bạn thầy đã nói sẵn luôn. Bởi vì thầy nói là tù xưa kia sắp đặt nó lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu bạn. Dạ. Tức là tới giai đoạn là thầy sẽ ra tay rồi. Thì phải tận gì cuộc đời không có thể kéo dài được. Dạ. Cái tuần hát không thấy không? Thí dụ bây giờ mình ngồi đây tới trưa, tới chiều, cái tối, tới sáng nó qua mà khác rồi. Thành ra cái cuộc đời nó phải diễn biến mà nó phải tu kịp. Dạ. Tu kiếp nếu không quá trễ thì đổ đầu khổ kiếp như cùng. Bây giờ mà ông tu nói lai rai với ông chần chờ là bỏ mạng, nó kịp. Thôi giỡn, bây giờ là phải tuyệt đối 100% luôn. Tôi nói không có thời gian để ông chửi đồ đạo bỏ mạng chứ không. Không có thời gian mà ông dừng lại. Nó tức là chính xe là cái đi, này nó đi là không có đạo lý này, nó không bao giờ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà giờ chúng ta đọc là thôi, bây giờ vậy. Bây giờ ông nên đăng tải cái bài của cậu hai trộn vô đồng đạo mình cái ngày sắp tới nè, dạ. Ngày 5 tháng 2 để cầu nguyện đầu cuối lại anh cho. Dạ thì cũng quá hay, nhớ cho đồng đạo mình phải nhớ cái ngày đó, tập trung vô chỗ nào có điều kiện gom lại đó, đọc cái bài đó xuống nhau lại. Vậy rồi. Dạ thì chú Tám cũng như nhân viên, tại vì hôm nay chú cũng hay tin là mẹ đã qua mắt. Mới hay thôi rồi, con mới nói sáng nhưng tôi dễ dụng ra đây. Cũng nhờ ông hai với mấy anh em đồng đạo cho chú hay. Rồi. Thì đến đây cũng sự bất ngờ mà nghe tới rồi chú lên đây cũng mừng.
Nhưng mà sẵn dịp có nhân viên cũng như có những cái câu giảng của Đức Thầy, tại vì không phải mà gặp chú cũng dễ đâu, không phải dễ đó, cho nên có duyên mới gặp lại, không hữu duyên là lành khó ngộ lắm. Thì hôm nay con xin sẵn giống như không phải là hỏi mắc mỏ gì chú, nhưng mà trong giáo lý của Đức Thầy có nói câu là khổ ách này đặng thức tỉnh chăng, rằng thiên định tuần đời sắp hạ. Như vậy là nghe nói cái câu này là nó hạ là như thế nào, tuần đời sắp hạ đó chú? Thì sắp dạ. Thú rồi, tức là hồi là bọn quá chứ có gì đâu, hạ là hết rồi, tuần hát đã hết, kéo màn lại là hạ rồi, còn gì nữa rồi. Vậy là nó đâu có còn thời gian nữa rồi. Nó sẽ diễn biến nha. Tức là mọi chuyện nó đã xảy ra rồi, tức là nó xảy ra từ năm 2000. Tức là tí sủ dần mẹo từng tiện nó mua sẵn dẫu tức rồi, nói vậy đó. Tức là thầy khẳng định rõ ràng là cái cuộc này nó diễn biến là nó đều nằm ở trong con giáp này, không ngoài con giáp. Dạ. Nói vậy đó. Kính thưa chú Tám, như là Đức Thầy nói là khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm đền vinh hoa. Vậy xin thưa chú là như tên là sao? Nhưng mà ráng lo tu niệm là mình niệm cái gì? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, mình tránh được cái nạn này. Thì nói như tên là dễ hiểu. Tức là bây giờ cái tên bắn là cái tốc độ của nó rất là nhanh. Dạ. Tức là bây giờ ý muốn nói chuyển qua là mình bây giờ chúng sanh mình là cái tín đồ hòa hảo. Ông tu mà ông cứ chần chờ, cứ ngày mai ngày mốt rảnh rỗi tu này nọ là vậy là nó phản tác dụng lại. Dạ, không. Kiếp kiếp nếu không mới trễ. Dạ, không có kịp. Tức là cái mũi tên nó bắn ra là không giờ ông đo được cái tốc độ. Dạ. Tức là cái thời này thầy đã báo động là tới ngày là phải tận diệt. Mà ông cứ chần chờ, cứ nghi ngờ này nọ là không có tác, nó phải tác dụng. Yeah. Tức là nó không có như tên nữa. Tức là ý muốn nói tên là cái gì? Tức là ông cổ bỏ trần gian hết. Yeah. Tập trung vô tu. Niệm Phật nhất tâm. Niệm Phật nhất tâm, không còn nghi ngờ. Không có trễ nãy gì nữa. Không có nói, không có đặt vấn đề gì nữa trơn. Yeah. Phải nói là phải tuyệt đối luôn. Yeah. 100%. Ông bây giờ ông chết không có mang theo được cái gì đâu. Dạ đúng rồi. Bây giờ nè, giường tượng nhà cửa, bây giờ con vợ con thí dụ là cái người mình quý nhất, nhưng mà ông thấy chết có đem theo được không? Chỉ có hai con đường, tội và phước mà thôi. Dạ. Ông nên nhớ kỹ không? Con đường thứ ba. Dạ. Chỉ có hai con đường thôi. Nói vậy đó. Dạ. Thời ơi, mình bây giờ đã nhận được cái chân lý, mình bây giờ xác định thầy là cái gì. Dạ. Là một cái vị Phật. Dạ. Mình phải nghe Phật chứ còn nghe ai nữa bây giờ. Mà đúng cái rồi. Đời này là đời nó đời mạt hạ nữa rồi. Đúng ra nó tiêu diệt năm bính tí rồi, nó đâu có còn cái gì nữa. Dạ dạ dạ. Trời ơi, nó dĩ đó. Mà cái câu này nữa chú Tám, chẳng dịp tại vì cái diễn biến mà trong cái lời Đức Thầy có nói đó là sau đây nhiều chuyện ly kỳ kể sao cho xiết. Vậy thì văn ôi mà ly kỳ là ý nói trong cái phần ly kỳ là nó diễn biến sao chú? Đó, là cái câu này mình đọc nghe mình thấy nó ý nghĩa lắm, mà nhưng mà con cái ly kỳ là những cái chuyện ly kỳ, tức là cái chuyện ly kỳ là cái chuyện mà thế gian không bao giờ biết được. Dạ. Tức là cái này là tới cái màn của Phật, tức là cái diễn biến nó xảy ra là mình cũng biết trời đà sắp đặt ly kỳ tới ngày trả quả âm mị sứ bao. Tức là khi mà ông nhận được cái quả thì tới đó ông mới hay, chứ còn ngoài ra chúng sanh chưa biết nổi. Dạ. Bị cái lời của Phật nói mình là cái dạng tu tập mà thôi. Ừ. Cái sự hiểu của mình là nó có giới hạn. Dạ. Ông nên nhớ kỹ, mình là một cái hạ cát giữa sa mạc mà thôi. Ông nên kỹ, mà một cái hạ cát giữa sa mạc thì ông dù kiến nghiệm gì tới cỡ nào bây giờ tìm cũng không ra được cái hạ cát giữa sa mạc. Dạ. Nói vậy đó. Ừ. Nói vậy đó, rõ ràng. Ừ. Wow. Bây giờ cái việc ông cái việc nghe lời Phật, cái niệm Phật, câu niệm Phật chờ ngày chung được rồi dứt khoát, ông đừng có bàn luận gì nữa. Dạ. Thời gian này nó không có cho phép mà bàn luận, bị nó kế lên rồi. Không không, chú Tám là nào nó nghe nha, con cũng biết đạo, con có tu thời gian đó. Nhưng mà cũng y chang như chú Tám nói là nó thiệt luôn ha, là tự tâm con biết luôn ha, nếu mà như vậy là mình lao chao là không kịp. Phải rồi, tôi kiếp kiếp nó không mãi, có trễ. Nghĩ ngờ là chú chết rồi. Mãi chờ chờ, mãi chờ chờ, ai trễ kỳ thi. Ừ, tôi kiếp kiếp mà. Thầy nói là thúc dạ. Mình luôn là không có. Không thì quá trễ, không là đại đại. Không giờ ông lo được tốc độ. Đúng rồi. Đó. Cũng như chú Tám. Như Tám, chú Tám nói không phải riêng trên mạng, nhưng mà nghe chỗ này là con cũng là phải nhanh chóng chứ không có đợi chờ trời thời cơ nữa. Không có chờ gì nữa. Chần chờ là bỏ mạng. Mà có chỗ dạ. Đọc á, thì mình nghe giống như những cái lời giảng kinh của thầy đó, thì đọc tới đoạn là cái câu mà Đức Thầy nói là dương thế chuyện gì cũng có chuyển lai. Ý nói chuyển lai đây là bị gì, sau đây nhiều chuyện ly kỳ đó, hay là từ đây biến đổi gì kỳ. Rồi dương thế chuyện gì cũng có chuyển lai, như vậy là chuyển lai trong cái phần là nó dường như nó nằm trong cái động đất rồi không chú?
nó gì? Tức là mọi chuyện thiên cơ, tất cả những cái động đất hoặc là những cái đó là cũng là cái của đập, tức là của đập, cái đó là ngoài sức của người tự mình. Cũng như bây giờ trong quyển thứ ba, bây giờ thầy nói là trong quyển thứ ba, tức là bây giờ người đời người ta dùng cái từ là Covid, nhưng mà trong Phật thì nói trong quyển thứ ba dương trần sắp nhúng no chiều thế này, cái đó nói lên cái đó là của Phật, cái đó là Covid, tức là bệnh trời là bệnh gì, chúng sanh trên thế giới, tức là bệnh trời là cái bệnh mà nó đưa ra rồi không có thuốc bắt trị, tức là không có thuốc trị, mà chỉ có nó đưa vô cái này là chắc thuốc gì, là thuốc đề kháng mà thôi, tức là nó đưa thuốc mạnh vô để mấy ông nội này không có xâm nhập nổi, chứ còn cái trị bệnh là không có, dứt khoát là cả thế giới bây giờ đều không có thuốc điều trị. Bị gì là thầy muốn nói cái gì, tức là đưa ra tới thời kỳ là thầy đã ra tay rồi đó, Phật ra tay, bệnh trời là bệnh của Phật, thành ra không có thuốc điều trị. Nhưng mà để đây là cảnh cáo để hành động, để cho cái người tu niệm người ta mới thấy tới thời kỳ là Phật ra tay rồi đỡ không nổi, phải nghe lời Phật mới được, phải nghe lời trời Phật mới được. Và ông không có đức tin, ông tin 50% cũng bỏ mạng luôn. Dạ. Phải tuyệt đối 100% trời ơi mới được. Tôi nói không là vậy đó. Qua wow. Bây giờ là mình phải siết vô tu. Trời ơi siết cái gì nữa. Tức là như những câu thầy nói, những sấm truyền xưa của Phật thầy biết mà xưa để lại nhiều câu thảm thiết. Cái câu thảm thiết này là ghê gớm hơn sao chú? Đúng rồi, muốn nói là cái hiện tượng cảnh tượng nó xảy ra là khủng khiếp lắm, tức là người phàm mình không thể chưa từng thấy. Dạ. Tức là mọi sự là chưa từng thấy. Đó cái màn bệnh gì không thấy, trời ơi kinh khủng. Chợ không người nhóm, bụng thì vô canh không thấy không, trời ơi còn cái gì nữa. Vấn que, vấn tanh. Cái câu là khắp Bắc Nam khí trời mù mịt đấy không ông Tám, lộ không người nhà bích ngõ ra, là đó là ghê gớm nhất đó. Trời ơi thì giới có màn tới theo cái câu đó đồng đạo ngoại hỏi hồi nãy đó là dường như có trải qua nhưng mà cái đó là chuyện bình thường, mới chỉ nhá thôi à, tới là cái màn kết thúc. Dạ. Nó nặng dữ lắm, trời ơi vô cùng mình không muốn nói. Tức là bây giờ tôi nói ông, bây giờ ông hình dung nó, tức là chợ không người nhóm, ruộng thì vô canh, rồi ông thấy có ai đâu, còn đâu có nhiêu mà thầy đã khẳng định rồi, thầy nói 100 mới đặng nói thôi mọi người, nó còn trạng nó 10 bằng mắt 7 còn 3 mắt 2 còn 1 nói ra cái bình. Bây giờ chú nắm trên cái số liệu đó đó, bây giờ chú nhìn lên nhìn xuống xung quanh cái chòm sớm đó, 10 người ông chọi 9 người là toàn là tà, không có người, không có người. Đó, bao nhiêu ông thấy nắm cái tỷ số bằng cái chính phần tan là ông phải tự xem mình có sự đấu tranh mình tới mức độ nào. Dạ, Châu. Nếu đấu tranh yếu yếu là bỏ mạng, nó nằm trong cái chính người đó đó, đúng rồi, nó cho bỏ quyết tâm mới được, tức là bây giờ mình phải loại bỏ, thầy nói là phải loại bỏ 100 mới đặng đó thôi, 10 người còn rồi, 100 còn có 10 người mà 10 người còn rồi. Ở nói vấn đáng gì chứ, thầy nói 100 mới đặng đó thôi 10 người, tức là 100 người còn lại 10 người. Nhưng mà mình nói vắn tắt như đơn giản, như nó gọn lại chút đơn giản nữa. Dạ. Một cái phân số phải đơn giản cho tới đó, tận cùng phân số mới gọi là đơn giản. Vậy là còn cái gì ông kể đi. Lại là phần hết chín phần tan đó. Nó không thấy còn không? Còn lại bàn vàng dưới châu. Mà thầy khẳng định rất là, ô cậu hai nè. Thầy Thánh nói cầm quyền toàn ủng uy tín. À. Thời kỳ này nhiều quỷ, thầy nha. Thời kỳ này nhiều quỷ cùng trời mở cửa quỷ như thế. Ông thấy không có đất ông ở. Không có chỗ ông đứng mà không có chỗ ông đi, mà không có chỗ ông để nói chuyện. Còn câu hai nói đời mà hạ thì tà cao hơn chứ, không thấy không? Mười người chín mười là tà, không còn có ngông mà. Bởi hạ hạng quân ít thấm nhiều phàm ha. Cái đó đó thì câu đó câu hai. Nên nặng hết bao hà. Không thấy không? Không nói không cái đó khỏi bàn, cái đó nó cụ thể rồi. Nói cái câu này giống như cái câu là tà giáo mạnh khổ cho chánh đạo mà kẻ tu hành bị khảo nghiệm xương. Như vậy thì là Đức Thầy có nhắc trong cái đoạn này nó có phù hợp không chú Tám? Là tại vì Đức Thầy nói là ông nhồi quả cho người hành đạo. Lúc nguy nàng khó chí cùng chăng, nếu bền lòng mới dị quả cao thăng, nếu mình không bình là bền lòng sao gì dị quả cao thăng được. Bỏ cuộc. Chẳng chẳng già thì bỏ lần hoặc khánh đó. Nếu người nào khỏi bàn cái đó nó dễ, nó bà chẳng được chứ không có gì bạn chú ơi. Dạ. Tôi nói không cái đó chẳng là thì thành thử ra là Đức Thầy có nói trong cái là thời kỳ này là nhiều quỷ cùng ma là chỗ đó đó. Y gan.
tôi nói ông mà khi mà ông đạt được chân lý nó dễ ở thôi. Dạ. Nhưng mà khi mà ông đạt nó không có, mà ông đạt được rồi nó dễ ở. Tôi nói ông bây giờ bên cái phần lý đạo nè, tôi phân tách cái này cho rất là rõ mấy ông. Dạ, hiểu. Dạ, dạ. Cái phần lý đạo á, thí dụ bây giờ đưa lên một cái câu, tức là một cái câu là một cái câu bằng lý đạo, thì trong đó thí dụ bây giờ đây là mình ngồi cái bàn bốn người, ừ, thì bốn cái ý kiến là ông này nói vậy là câu nào là chia là chân lý đâu, bởi vì ông nói ra thì ông bảo thủ, ông nói đúng không có chân lý, ông này ông đưa ra thì ông nói đúng, ông nói không có đúng, phải không? Mỗi người nó có cái quan điểm khác nhau, bởi vì cái căn cơ chúng sanh nó không có đồng đều. Ông này thì ông nói còn thiếu lắm, không bằng tôi đâu. Như vậy là kết luận, ai dám kết luận là cái câu này là câu chân lý không? Phải không? Tức là chúng ta cứ nói hoài chân lý, tức là chúng ta cứ nói hoài nhưng mà không có kết thúc được. Nhưng mà bên thiên cơ nó nhờ cái này, thầy nói đáp, nói đáp, nói đáp, tức là vẫn đáp luôn, thầy nói thầy trả lời luôn, rồi ông lấy dựng cãi đây câu này của thầy nói. Yeah. Ông đáp án đây như vậy là ông cãi được không? Cãi được không? Không bao giờ cãi được, mà thầy đã nói rồi, vậy thiên cơ cùng tỏ trơn, tỏ cho ai biết, cho tín đồ thầy biết, chứ đâu phải tỏ cho mấy người Mỹ, dân Mỹ, ông Tập Cận Bình, ông Putin không biết, trời ơi đâu có phải. Thầy nói thẳng luôn là tín đồ, thầy dạy tín đồ, tín đồ của thầy các chư tăng đó. Ừ, nói vậy đó, thành ra mấy ông tôi nói ông bảo là quá. Tức là bây giờ trong thiên cơ, tức là cái gì thầy đã nói sẵn hết trơn rồi, không chịu khó đọc đi, không có ngoài cái vụ mà trong cái giảng thì dân giáo lý đều có sẵn hết trơn. Dạ. Ông chỉ đọc là ông biết liền. Dạ. Mà nói như cái nồi câu vậy đó, khi mà nó đối ông mở được cái đầu câu rồi thì mọi cái khác không mở được hết. Dễ ở thằng ơi, thiên cơ nó dễ hơn cái đi lại thằng chịch thằng chỗ mà thiên cơ thầy đã tỏ ra cho mà biết rồi, chú Tám cũng là kiếm ra một mối nói hồi nãy đó là thầy đã tỏ trong đó hết với ông hai với quý vị đồng đạo mình ha. Thì Đức Thầy nói là trong cái bài mà thiên cơ đó, thầy nói Đức Thầy tìm hiểu thiên cơ, tức là thầy hiểu được cái thiên cơ thầy mới nói tới chú Tám. Bởi vì thầy nói là thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ. Cái này là chú Tám nói để mình đọc lại, mình nhắc nhở anh em thôi, chứ thực tế ra là anh em mình biết hết trơn rồi, coi giáo lý rồi mới biết, còn cái người mà chưa coi thì nghe, nếu mình không nghe thì mình đâu có hiểu được thiên cơ. Mình sợ nó như vậy thì Đức Thầy nói là tức là thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ. Đây là thầy biết thiên cơ, thầy tỏ cho mình biết, thầy hiểu được thầy mới nói ra, thầy nói cho mình nó như vậy. Thì á là thầy cũng có diễn tả chỗ này nè, thân này nè, mà mày biết là ta chỉ tiếng, chơi cho là thân bằng tăng mặt chả bộ đấy, sầm nông trên cơ không có đúng chơi, thiên lý một bầu điều hãn, tức là thầy không hiểu đúng, hết tôi cũng phải tổ tại ông hai thấy không, thầy hiểu hết cái chuyện này luôn, là một bầu điều hãn luôn đó, mà ông hai cũng dập lại ông, tức là chuyện mà thiên cơ thầy biết hết trơn. Nó là gọi là thầy nói thăng bằng tăng một bộ sòng nâu mặt cuộc bộ. Thiên lý mặt. Một bầu điều hãn, tức là biết hết trơn, thầy đã tỏ hiểu ra này, thầy hiểu đi cơ, chứ mình là cái người đang tu tập, mình đang hiểu được cái giáo lý thầy, bắt đầu từ từ mình mới hiểu được cái thiên cơ thầy nói ra như vậy đó. Như vậy thầy có diễn tả cho một cái nữa là tại sao thầy nói là khùng mà lại toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ, khùng đạo thích ca, mà tại sao thầy lại xưng cái hiệu khùng? Là vì thời kỳ này chúng sanh là ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho đội, tại vì là cái thời kỳ này là bản ngã của chúng sanh nó cao ngạo lắm, nó là từ là cái chỗ mà từ cái bản ngã đó rồi mới sanh ra đó, là cái chỗ mà ngã mạng. Thầy thử thành thử ra thầy mới xưng cái hiệu khùng, tại sao ông xưng cái hiệu gì cho nó cao thượng đi, mà đi xưng cái hiệu khùng mà bây giờ như bót chú Tám rồi dám xưng tôi là ông Tám ơi, khùng ông Tám ơi, cho con hỏi mình khùng là khùng điện không, còn cái khùng của thầy là khùng của Phật của đó. Phật, hai cái nó khác nhau, cũng khùng mà đều cái khùng nó khác nhau, mượn cái khùng của thế gian nặng dạy thế gian. Dạ. Dạ. Tức là bây giờ trong cái quyển 1 nè, thầy xác định nè, bây giờ thí dụ mấy ông có nghi ngờ, tôi đọc lên cái quyển thứ nhất, mấy ông coi cái quyển thứ nhất lên. Dạ. Xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật xuống từ tại đây xuống thì vậy thì bây giờ có Phật vậy thì xuống đây đó, ông thấy không? Rõ ràng là câu thầy xác định rõ ràng là thầy là một cái vị Phật xuống cái đó là khởi điểm tầm dương Phật chỗ nào ai Phật cổ hồi đó Phật xưa mà cái gì nữa mà không tin, trời ơi nó vậy đó.
cho nên á là thầy nói thầy hiểu được hết trơn, đừng mà thầy tỏ cho mình biết. Nào ai biết tâm ta bờ đời bác lãm kiếp người giường chùm gỡ bám vào cây mình á, thấy qua cái chùm gỡ không có gì như vậy thì mình gắng gắng tu đi quý vị à, mình đồng đạo à, nói với gì nữa đâu ông. Mà hiện hiện bây giờ thầy đã tỏ cho mình biết là những cái việc biến chuyển lị kỳ nay có hay chưa. Chưa là với kẻ chẳng ưa, chớ người tâm đạo biết thừa. Mình hiểu được là mình thấy rồi, tức là mình đã hiểu được thì như vậy thì mình còn cái gì nữa mà chần chờ e trễ kỳ thi muôn thu thiên định khắc kỳ. Mà hạ nguyên xác định khai kỳ lắm quá, lần này lần thứ chót là chúng ta đâu có còn. Mai duyên bữa nay gặp chú mới là giống như thế. Hiểu được cái bằng đó phước, là mình gặp với nhau rồi chót rồi nhắc nhở chiến đò chiều còn chiến đò thứ hai nữa thế, tức là khi chiến đò đã tắt đến là không bao giờ trở lại. Nói vậy đó, thiên cơ ai dám nói thừa. Mà trong bá tánh chẳng ưa điên khùng như vậy thì đâu có dám nói thừa. Thầy nói là thầy được hiểu thiên cơ, hiểu thiên cơ đừng nói thầy nghe tôi nói thiên cơ tôi hỏi chứ thầy nói thì dạy ai. Nói thầy nói chứ không thèm không dạy cái thằng tiếng nói vậy mà tiếng vậy. Ông hai nói vậy mới mình kia là 40 đài 3 bữa dạ tính đồ mình như vậy. Cái câu này là thầy hiểu thiên cơ thầy mà nói là phải dở không, nó hiểu còn hơn mày nữa. Dạ chứ mà nó còn nói vậy con mới bơi ra ba bốn đài tám nói mình là chỉ hạt cát của sa mạc thôi. Nó nói ông mà nói thiên cơ trúng mà mộng nói tôi nói chị thiên cơ dạy cho mình mà ông không tìm hiểu rồi làm sao nói trúng. Bây giờ còn ta tìm hiểu rồi ông cho ta nói hả. Tất cả trong đoàn đồ 4 người đi, thầy nói nè, nói cái nín luôn người ta tiếng là nó ngon lành nhất. Cơ là cái gì bây giờ cái thiên cơ không phải mình nói ra thí dụ bây giờ nói trời ơi đời mới có gặp nhau bây giờ bán nhà bán cửa bán đồ để làm phước lo tu hiền này nọ là sai, cái đó là sai. Mày chắc chưa biết dạ, tức là thiên cơ là gì, tức là thầy đưa ra để mình có sự sắp xếp thời gian cho nó hợp lý. Thí dụ bây giờ chú có 10 công đắc đi, chú bán chú cho người ta mướn 5 công, còn 5 công mà người lao động lấy mồ nước mắt dạ, của mình để ra sản phẩm mình sống nó mới gọi là nói gì, nói thiên cơ. Còn ông nói cái kia là bán nhà bán đất là ông sai, sai tức là mình lập lại cái lợi, nhưng mà mình bố trí được cái gì, cái đó là cái bố trí thời gian cho nó hợp lý. Tức là thay vì bây giờ ông làm 10 công thì ông làm suốt ngày từ sáng tới chiều, không có thời gian để đọc giảng đọc kinh lo niệm Phật. Bị gì ông tập trung vô cái vụ đó, ông sợ thất bại đã làm phải có năng suất cao. Thành ra bây giờ ông phải tập trung vào đó, ông làm cái đó thì cái muốn được cái này thì nó mất cái kia. Muốn được quyền lợi cao thì ông phải mất cái vụ kinh giảng, cái vụ tu niệm của mình dạ, nó sẽ mất đó, đó. Nó sẽ bị hạn chế. Có lớn tuổi mà nó bây giờ mình nói chuyện dốt đi. Bây giờ cái người đi biển nó phải có la bàn dạ. Mà ông không có la bàn là ông bị lên đên rồi sống nó dập ông dưới là ông chết, không có dạ. Bánh ghé ừ. Cũng như bây giờ cái người đi vào rừng thì ông thấy là không thấy được ánh sáng, bị là cây cối không, mà ông vô nó không có la bàn là ông biết được đâu ra. Tôi hỏi ông nhạc hậm nhiều cái, tôi hỏi bây giờ ông giải dụng câu thiên cơ ai dám nói khác riêng là chết. Mà trong bá tánh là vậy đó, thiên cơ là chị đó, chứ không phải thiên cơ để hù lý nói cho người ta sợ. Tôi đâu có hiểu thiên cơ, thầy nói tôi nói lại. Tức là mình nói đâu nữa. Thầy nói là thầy biết, thầy nói chứ thầy không có dạy mình cái đó. Tôi nói trời đất ơi, ông nói gì hết thế được không? Qua những cái lời ông nói rồi thôi, cái ông nói tôi sợ ông nói quá ông phạm tội. Đã nói cái việc là thiên cơ mà đức thầy nói là thiên cơ điều để mà chạy tức là khùng cỏ hết trơn để cho mình hiểu cái lý đó, bị cho chẳng hạn cho chẳng hạn từng lao lao lý là nghĩa là có phải biết lực công an để tránh không dạ. Ví dụ như công an nó có đó, không biết lực ông dám làm bậy, còn không biết thằng quốc tiếng mẹ mà chỉ vậy mà thằng tiếng nó cũng không chịu. Bởi nó nói thầy không có dạy mình cái thiên cơ, nó nói vậy thì ông dở quá. Bây giờ ông vô đầu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới này thời đi phổ độ cho nên gì là Phật, Nam Mô nhất nguyện cầu cái gì, phải thiên cơ không, nhất nguyện cầu thiên hoàng, mà cái đó có chưa, sắp tới nè địa hoàng rồi nhân hoàng mới liên qua hội, là từ bên liên qua bển mình Phật Ca Di Đà xuống đây để dự cái ngày là Long Hoa Đại Hội, đi qua hải hội mới thượng Phật từ bi, là đức Phật Ca Di Đà thượng Phật từ bi rồi minh dương mới trị chúng, rồi thế giới mới bình an, rồi đó tới mình tu là Nam Mô nhị nguyện cầu của quyền thất tổ, đó là mình mới tu đó, quy y đó đặng tu á, biết nguồn gốc cha mẹ ông bà sanh đẻ mình, Nam Mô nhất nguyện rồi cái đó là lo cho thiên cơ đó, tu trong thiên cơ mà tu trước nữa, bây giờ bẻ tôi không có nổi, bị tôi nói ra cái chìm hết trơn, bị chả không mà tới rồi Nam Mô nhị nguyện cầu cho quý vị tổ, hồi đó giờ ông chưa tu không biết cầu quý vị tổ là gì hết, thầy mới chỉ đó,
tịnh độ siêu sanh là ông biết tu rồi đó. Còn mới vô đầu mà ông mới nhập môn thì ông nói là cúi kính chân ương trước cửu quyền. Hồi đó vô ông quậy, cầu trên tất tổ chứng lòng thiền là mình không còn quậy nữa, mình được thành thật rồi. Trời ơi, thầy nói nó có nhằn lắm nhỉ, mà để đây rồi chú Nguyễn hiểu lầm. Tôi phải hiểu lầm hết 90%, còn có 10% không hiểu lầm. Tôi dám khẳng định vậy đó. Cho nên mình chọn mà tôi nói chung chứ tôi không nói thằng bút, mà không nói ông đến, mà không nói không nói này. Tất cả đồng đạo đi, không nói chung hết đi ở đó, còn ghi tên gì nữa. Nói không chung mà chung ai coi rồi thân mình tự trị. Coi giờ rồi nó phải người ta hỏi giờ ông hiểu ha, nói tôi cũng hiểu chút chút, tôi mới nói. Còn ông nói thì nó kéo với tôi, không dám cãi. Cái chỗ mà Đức Thầy có diễn tả cho mình biết đó là... Tôi nói mà xin lỗi cho tôi lập trường rồi tôi mới nói. Dạ, vì tình đồng loại mới dám tôi dương. Không biết là tôi... Đem lời Phật Thánh dám bài tường. Đó, như vậy là ngon lành còn ai như dám. Vậy không? Thì là thiên cơ được lệnh nên ta nói. Được lệnh ai? Được lệnh là năm sắc lệnh. Ừ. Ha. Rồi mà dạy ai? Dạy mình chứ không lẽ thầy dạy thầy. Chắc cả tôi là cái ông tiếng với ông, tiếng. Ông biết ông ba tiếng ta mới bài chương. Bên kia thì có nữ ba tiếng, còn đây tức bên là đây Phật Thánh ta mới bài chương đó. Ba tiếng trai. Đó là của ông Tụng đúng không hả? Dạ. Rất là vì tình đồng loại này mới thấy, mới tới rồi mới thấy mày tào lao chứ không tào lao. Đem lời Phật Thánh dám bài tường, ai cũng thiên cơ được lệnh nên ta nói Phật Thánh bằng ta mới bài chương. Như vậy thì là vì tình đồng loại là tại vì ngày lòng từ bi mới lâm phàm độ thế. Nên chi nguồn thương vô tận ấy các ngài mới thể hiện ra đời để ban vương cứu khổ cho dân loại chúng sanh. Tôi không ham mấy ông trọng. À, như vậy thì mình về ra còn cái lần này nói, là dục thúc cho mình tu cho gấp dễ thời kỳ khó lập công thu. Tôi làm gì? Trọng tôi cũng không. Nhưng mà một giờ đem đổi tới muôn thu nghe, há không chịu khó lo tu cho thành nè. Mà không tu chứ này là trốn âm ti ngu đầu mã diện đang trong ngày tớ số bắt hồn. Cõi âm thằng bệnh xấu dịch ô mà chờ mãn bước ra tay khỏe hạ động chứ không còn gì nữa chứ. Nhát cái này lấy là thực tế luôn. Lấy là của ông Phật. Nếu mà ông Phật không nói không có thì làm sao mà có. Tôi lấy lúc này mày nhát tao không sợ. Cái này là nói thực tế luôn không ai. Trong giảng kinh thầy nói thế nè. Con nào hiền thì dạng thảo ngay, đứa ngộ nghịch thì một mai đứt cổ chứ không còn gì đứt cổ luôn. Nhưng mà nếu mà để chờ sấm nổ gian khinh thì e bá tánh ăn năn đã muộn muộn rồi. Ở dương thế này mà tạo nhiều cảnh khổ thì đó là xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình tì lưới chờ thư động thinh thinh chớ. Nghe ghê không? Khi nhắm mắt hồn lìa khổ xác thì quỷ vô thượng dắt xuống diêm đình. Tại đây nếu người đời là 9 người ra ủa 10 người ha chê mày hết 9 người rử rồi chơi chứ đừng nói chết chứ chưa được người nữa chọn một người bữa nay có người chê là thầy ta ai chê ta là thầy tao đâu có ngát tao đâu có sợ chê như mày nhìn là con chỉ là nói ra ra đây là kinh giảng của thầy bây giờ á còn tin không tin thì cũng mặc tình tôi không ngán hết đạo đức nhiều người bắt bẻ làm phun sùng nhiều kẻ chạy theo không làm thì ăn măng éo mà làm xong thì vượt khỏi qua đèo trong gai ông hai à bữa nay mình đã là có ông hai bữa nay là mình phải nói chuyện đạo đức cho nó thỏa mãn bởi vì hồi qua xuống nhà ông Nam Biên á là thầy ông Nam Biên tao không dám để con khoan để con đăng kể câu chuyện đám dỗ là xuống dưới nhà ông Nam Biên ngồi bàn tròn gì nè anh em lợ á không thấy ai hỏi chuyện đạo đức gì trơn con mới vô con mới đứng lên con mới nói dạ thưa mấy chú bây giờ bữa nay á là quý chú có coi giáo lý của thầy không. Ừ, nói cái ông nói như vậy khó chứ cái tôi mới nói như vậy thì mình coi giáo lý thầy hôm nay là cái ngày lễ kỷ niệm nó là của là gia đình của chú Nam Biên tức là đã có cái ngày kỷ niệm cúng cơm thì hôm nay chúng ta là được nhờ huynh năm có cái là gọi là cái tình đồng đạo mới mời lại đây để làm gì đây để bàn luận đạo đức và cầu siêu độ cho là gia đình là cái người thân của chú Năm sẽ là được về cảnh giới an lành tốt đẹp. Như vậy thì hôm nay mình ở đây mình ngồi mà mình đi nói sao chuyện ở chuyện gia đình là chuyện là mà gãy ruộng gì đó vân vân ngày xưa là quý vị nói có coi qua giáo lý thầy nè thầy nói nè các ông lên đây đó hỏi về đạo đức sao không hỏi mà đi nhắc cái chuyện là ở đó là gia đình đó là bà tám bà bảy bà ba gì đây chi vậy thầy đã cái chê rồi thấy không những điều sơ lược cần biết trên đây mong rằng toàn thể trong đạo chúng ta trong đại trong đạo suy gẫm trong đạo luôn suy gẫm cho kỹ càng bài trừ những sự dị đoan mê tín
hay là những cái chuyện mà rong rong ở ngoài đó là mình hiểu rồi, nói vậy là hiểu chị. Thì thôi hôm nay chúng ta thời gian này có mấy tiếng đồng hồ rồi, ngồi ở đây đàm luận đạo đức đi, không phí thời gian nữa. Tại sao mình đi nói chuyện cái chuyện này chuyện kia rồi như vậy, về mình đem vô trong A lại giới thức mình, rồi lúc đó mình luôn vô đó làm sao nhớ nhóc. Nam mô sáu chữ Di Đà từ bi tế độ, vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tanh, ít ai chịu khó niệm sành hết. Hiểu cái A lại giải thích mày nói chị tâm thì quá ít thôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào dạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đầu tu lên, để sao đến việc tả tơi rồi tu sao kịp chịu mới cho thành. Ngày nay kim đã gặp cành chẳng lo, đậu lại cho đành gió mưa, gặp cành là tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặt ai dèm xỉm sớm chưa chẳng mạng. Bây giờ thôi mặt tình ai dèm pha tay tiếng nghi, sửa tấm lành như miếng hoa thơm, đến chừng qua nở nhị đơm thì là chẳng thế mới hợp để qua. Ông hai nói ai chê chê, đức thầy nói giàu ai có nói ta là người quay, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời, tỏ câu cầu chúc cho đời mong bá tánh dạng dằn giải thoát. Như vậy thì lúc nào mình cũng muốn cho tất cả mọi người đều có cái sự giác ngộ tu hành hết á không anh, với chúng ta đúng không? Bây giờ mình nói ra được ích lợi gì đâu, cái tâm từ bi của mình luôn tức là đức thầy nói tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, có gì bạn trong các báo có bị tánh thiện thì thôi con nói chỉ gọn trong lúc nói không hết được đâu. Cái câu nho này của tánh hiền rồi chú là khá lắm, thằng này cũng khá, ông này cũng khá. Thì giờ coi mấy ông bàn sao. Cái câu trước của ông Thánh thì ông nói gì?